Bây giờ mình quay cho nhà coi nha. Mình dưỡng bông hồng chơi nó hả ba lần rồi. Mình vô phân hôm nay nó bén nè, nó ăn bén bén. Giờ mình bỏ vô đây mình chơi nha. Mình bỏ vô bông hồng màu cam. Thủy muội. Mình giữ mấy cái bông hồng này nha cả nhà. Giờ mình ra, mình đi ra mình hái bông. Hôm nay hả giờ có 9-10 giờ mà làm như là trời nó mát, bị mưa râm. Bông đầu bếp vô mình nấu nước này. Nay 15 tháng 10 nha, mình hái xong rồi vô mình đi chùa hái xong rồi là mình đi vô đi lại Phật chùa Trường Pháp, chùa mới nha cả nhà. Tắt nè, tắt nè, chín nè, chín. À.
trời mát mát ha. Bây giờ mình quên đóng cửa. Thank you.